đời sống mịt thứ. Sáng giờ bao nhiêu hả? Ba chiếc thì nó là chạy qua đây 3 lần rồi phải không? 3 lần. Cô đang ấy đó, cô đang bận, đợi chút xíu. Là con đang học online hả? Dạ, học. Con học lớp mấy rồi? Lớp 7. Học lớp 7 trường nào? Trường trung học cơ sở. Trường trung học cơ sở thị trấn 1 đúng không? Dạ. Rồi. Là hiện tại con gặp khó khăn gì? Hiện tại con gặp khó khăn gì trong việc học online? Dạ, tôi biết cách xài online. Chị biết cách xài hả? Dạ. Là mình học qua điện thoại hả? Dạ. Là ngày hôm nay là học đầu tiên hay là học lâu rồi? Dạ, học đầu tiên. Hôm nay là học đầu tiên. Dạ, không phải, nhưng mà đến ngày 20 rồi. Rồi, ok. Bây giờ mình gọi điện cho cô để nhờ cô hướng dẫn đúng không? Dạ. Rồi mình tiếp tục gọi đi, có xem cô trả lời sao nha. Xài nó không biết xài để mà đăng nhập vô chỗ đăng ký cô chủ em được. Dạ mà em không biết chỗ mà đăng ký mà lúc vô bấm cái chỗ khối 7 là nghe có 3 môn nhộn, nhưng mà em không biết chỗ nào để mà đăng ký học. Không, môn học em không cần đăng ký, bởi vì các thầy cô sẽ lên cái lịch dạy trên đó, thì đến ngày dạy thì tự động em bấm thì em sẽ vào được lớp thôi. Cái thời báo biểu cô gửi cho em rồi đó, ví dụ thứ hai em có những tiết nào của thầy cô nào thì tự động tới đó, thì em vào lớp thì thầy cô sẽ vào thôi, không có gì hết. Dạ. Thời gian này để cô gửi cho tôi luôn. Dạ. Chúng ta sẽ vào lớp sớm hơn tí, ví dụ bình thường 7 giờ học thì khoảng 6 giờ 45 chúng ta tranh thủ ta vào lớp để ghi chương máy cho nó hết chương trình rồi đó. Để trước khi học thì mình cũng phải kiểm tra pin rồi đó cho nó lại đầy đủ. Để khi mà nghỉ giữa giờ đó thì ta có thể sạc pin ha, sạc nó an toàn. Dạ. Rồi cũng phải chuẩn bị tập viết để ghi chép lại nội dung bài nha, chứ không phải là chỉ nghe không rồi mai mốt rồi không có nhớ thì cô vẫn kiểm tra. Dạ. Còn chỗ nào chưa rõ thì em cứ hỏi rồi cô nhận. Dạ, em cảm ơn cô. Chào em. Dạ. Rồi bây giờ con tự tin chưa? Con biết cách chưa? Em biết anh. Rồi con có mong muốn là mình được đi đến trường học với bạn bè trong lớp không? Muốn. Nhưng bây giờ dịch bệnh nó phức tạp quá rồi thì bây giờ phải học online. Đúng không? Phải cố gắng nha. Dạ. Rồi chúc con học tốt nha. Dạ. Con tên gì? Dạ. Con mẹ mới tên gì?
Quân em có biết tên mà không biết tên. Rồi trong đây nó có tích hợp là thằng chú mượn đây. Là phần mềm đâu? Là chú mượn đây. Chú mượn đây. Cái phần hình máy tính đây là phần mềm này đúng không? Đây. Mình bấm vô đây. Dạ. À nó có tích hợp đúng không? Nó có mà cái bức này. Rồi. Là chúng ta sẽ học hôm nay ngày thứ 6 khi hôm nay con học chưa? Dạ chưa. Ngày mai thứ 2 mới học hả? Dạ thứ 2. Thứ 2 bắt đầu. Chị ở đâu? Vân Khánh Đông à, hôm nay đi qua mua dép đi học hả? Nhưng mà biết khi nào được đi học chưa? Chưa hả? Thôi bây giờ vô mua dép trước đi ha. Rồi ok, cảm ơn con. Thank you.
không mua cái gì. Cô ở đâu ra rồi cô? Cái bên luôn hả? Cô qua chốt không? Có qua. Qua chốt là trình sao? Hả? Trình sao? Đi đấy luôn hả? Trời, cô phải xin chứ. Nha, cô phải xin nha. Chứ không có được đi thí đâu đó. Bây giờ dịch căng thẳng lắm đó nha. Nghe gì? Không có mua, không có mua cá. Thank you.